Cây rau ra. Bên kia to nên đồng chí là nhiều quả lắm. Chí nó đào cây về về trồng. Cái này cây con nó đào lên mấy cây về trồng. Ra giờ nó bẻ nó chơi vào cái cây cần. Cái này chú. Đây, cái này. Đây chú cái này chú. Cái bé cái này. Chưa nữa. Tôi đi trước rồi. Bạn mấy cái kia tí móc mẹ đầu tôi vào mặt. Mà bạn cái cây cây của bạn nó xòe xòe ra tí móc mẹ người tôi đi. Nương nó đây à cậu? Bí á? Dưa chuột hay dưa hấu? Dưa chuột. Cái loại dưa mán này quả mà nó to bằng bát ăn cơm ấy. Nó được hơi tròn tròn, hơi dài dài tròn tròn. Lâu dài cái đầy. Con mán này nó ở đâu về đây? 6, 4, 7. Nó đi đường nào vào ấy? Nó cũng đi đường mình thế thôi. Không về nó lại xuống đây. Không thì nó lại có một đường đi xuống dưới qua bên kia đi qua sang bên. Con kia đường nó thông hơn. Phải đâu. Phải đâu. Rổ cái đi, cứ rổ ra. Cái mẹ nó ngay đây này. Muốn ăn. Không ăn rồi. Không ăn gì á. Cái dưng nó mọc chùm quả này. Tự dưng nó ra quả. Đấy. Trên có đâu. Đây cái này, bạn thấy à? Đẹp phết nhỉ. Lấy về làm cảnh bạn. Lấy về ngâm rượu. Ở đấy mà ăn ngon, ăn được là chắc béo còn nữa. Bạn. Lấy về ngâm rượu. Ăn được không cậu? Mắm mật à? Ăn được. Với bé ăn luôn cả ấy được mà. Này chấm sữa ớt ăn ngon lắm. Sữa mì tôm. Sữa mì tôm à? Sữa mì tôm chấm ăn ngon lắm. Bứt đi không tí lên trên đường ngoài ăn.
mệt. Ừ. Ừ. Mấy quả non non này lên trên chút sống chút bên mấy quả non non đi. Chú ớt. Nào nhà. À lên một hai chùm lên tí ngồi tao nhá. Thôi. Để lên đến tìm. Ui gì, na chết rồi, chết rồi. Đây mấy còn mé bên dưới nữa. Dạ. Ông nữa. À hỏi lồn bé nữa. Bắn cái lồn này chúng. Nó tiếp ngoài kìa. Này, nó lên đi. Nó lên trên đi luôn. Vâng. Nhắm là biết luôn rồi. Nhắm không biết đi nhắm mà. Trên mất đi giác à. Xe từ ngoài đó. Cái thây, xoay cái thây. Quả gì ăn được thì khỏe. Ngoài qua mấy con quả rau đi ăn được.